Nhật Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với tin tức và chiến lược của ngành mới, em xin phép điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Với thị trường vàng, giá vàng tiếp tục tăng trong phiên ngày 19 tháng 5. Một trong những yếu tố khiến vàng tăng chính là những dấu hiệu cho thấy lạm phát tăng nhanh trên phạm vi toàn cầu đã khiến dòng tiền đổ mạnh vào mặt hàng kim loại quý. Lạm phát Mỹ tháng 4 2021 tăng 4,2%. Vàng tăng mạnh kể từ đầu tuần này giữa bối cảnh ngày càng gia tăng những đồn đoán rằng lạm phát sẽ tăng cao và Fed sẽ tiếp tục kiềm chế việc thắt chặt chính sách tiền tệ, điều đó khiến giá hàng hóa nói chung mạnh hơn và đồng USD yếu hơn. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã bị kìm hãm phần nào khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ, lợi suất cao tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Với thị trường dầu, giá dầu thế giới phiên ngày 18 tháng 5 rời khỏi mức cao của 2 tháng. Giá dầu đã lao dốc sau khi đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán, song đà giảm đã bị hạn chế sau khi ông nói trên Twitter rằng các bên cần thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận. Nếu các cuộc đàm phán thành công và Mỹ chấp nhận dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, quốc gia vùng vịnh này có thể thúc đẩy xuất khẩu dầu bổ sung vào nguồn cung toàn cầu. Với thị trường ngoại tệ, giá trị đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh. Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh so với euro, bảng Anh trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới đưa ra một số thông tin không mấy tích cực. Nhiều người cho rằng lạm phát cao sẽ khiến Fed thắt chặt lãi suất hoặc rút dần các biện pháp nới lỏng khác để giữ cho tình hình không vượt quá tầm kiểm soát. Với đồng bảng Anh đón nhận những dấu hiệu tích cực trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 5. Các nhà đầu tư đã đào sâu các yếu tố hỗ trợ liên quan đến vaccine sau khi Vương quốc Anh nhanh hơn các nền kinh tế khác trong việc tiêm chủng. Điều này đã khiến cho đồng bảng Anh tăng mạnh trong những tháng trước đó. Tiếp theo sẽ là tin tức của ngày 20 tháng 5. Giá vàng hôm nay 20 tháng 5, tiền số rơi tự do, vàng tăng mạnh. Đêm ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1886 USD trên ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn COMEX New York ở mức 1882 USD trên ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trong bối cảnh các đồng tiền số rơi tự do và giới đầu tư cũng lo ngại về tình hình tài chính của nhiều nước, trong đó có khu vực châu Âu. Đồng Bitcoin tiếp tục lao dốc và lần đầu tiên trong nhiều tháng xuống sát ngưỡng 30.000 USD sau khi Trung Quốc tuyên bố cấm sử dụng tiền kỹ thuật số trong các giao dịch, đồng thời cảnh báo giới đầu tư về hoạt động đầu cơ loại tiền này. Giá vàng lên mức cao nhất trong 4 tháng và được dự báo còn tăng do giá đồng USD đang trên đà suy yếu ngay trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố biên bản cuộc họp mới nhất, được cho là sẽ giúp giới đầu tư thấy rõ hơn quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về vấn đề lạm phát của Mỹ. Vàng tăng còn do nhiều thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm. Tỷ giá ngoại tệ ngày 20 tháng 5, USD tiếp tục suy yếu. Đầu phiên giao dịch ngày 19 tháng 5 trên thị trường Mỹ, tức đêm ngày 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 89,88 điểm. Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục suy yếu, giới đầu tư tìm kiếm manh mối chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trước đó, các nhà hoạch định chính sách của Fed cho rằng mức tăng đột biến của lạm phát chỉ là tạm thời và nhắc lại rằng họ kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp. Đồng bạc xanh suy giảm bất chấp thị trường tiền số lao dốc, đồng Bitcoin có lúc tụt giảm xuống dưới 30.000 USD trong bối cảnh xu hướng bán tháo từ một tuần trước tiếp tục diễn ra. Tổng cộng Bitcoin đã mất hơn 30% giá trị trong vòng khoảng một tuần và giảm khoảng 45% từ mức cao kỷ lục gần 65.000 USD hồi giữa tháng 4. Dù vậy, trong 12 tháng qua, Bitcoin vẫn tăng hơn 300%. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, em xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các bản tin tiếp theo của BT News.